Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B vừa tổ chức họp mặt tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024. Tại buổi họp mặt, các hội viên phụ nữ được ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam với những đóng góp quan trọng trong quá trình đấu tranh, giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ, tích cực học tập, lao động sản xuất, chủ động vượt qua khó khăn thử thách, dám nghĩ, dám làm, luôn khẳng định được bản lĩnh kiên cường, bất khuất, cần cù sáng tạo để trở thành người phụ nữ của thời đại mới và có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.